Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Cô Ly và mình là Ly. Với những bạn mà lần đầu đến với kênh YouTube Chuyện Cô Ly thì Ly là một người sống sót sau ung thư. Ly đồng hành cùng với ung thư vú hơn 4 năm nay rồi. Trên kênh YouTube của mình thì Ly đăng tải khá là nhiều nội dung. Thứ hai hàng tuần thì Ly đăng tải những cái video clip liên quan đến skincare. Và đặc biệt đó là những cái video clip mà Ly review những cái mặt nạ mà Ly đang sử dụng. Thứ năm hàng tuần thì Ly đăng tải những cái video clip mà liên quan đến cuộc sống của Ly này. Và ngoài ra thì Ly có những cái thông tin cập nhật liên quan đến ung thư. Đến thứ bảy hàng tuần đó là ngày của vui chơi, ngày của nghỉ ngơi và ăn uống. Nên là Ly ra những cái video clip mà nó liên quan đến mukbang này, review những địa điểm ăn uống và travel. Mọi người hãy cùng ủng hộ cho kênh YouTube của Ly bằng cách là like, share và subscribe kênh YouTube của Ly nha. Khi mà cái video clip này ra thì cũng đã là đâu đó vào tháng 1 rồi. Tuy nhiên là Ly cũng rất là muốn dành thời gian ấy để làm cái video clip ngày hôm nay. Đó là cùng nhìn lại xem là cả một tháng vừa qua, tháng 12 thì Ly đã mua những cái gì. Ly cũng đã nói từ cái video haul của tháng 11, đó là Ly rất là muốn quản lý chi tiêu của mình. Thế nên là Ly đang giảm bớt cái chi tiêu. Tuy nhiên là hôm nay khi mà ngồi nhìn lại tất cả những cái gì mà mình đã mua của tháng 12 á, thì Ly rất là muốn khoe với mọi người. Vậy thì mọi người hãy cùng xem là Ly đã giảm thiểu chi phí mua sắm của mình như thế nào nhé. Ly sẽ đi đến cái túi này trước ha, để xem ở trong này Ly có những cái gì. À, đây là Vicky Live Active Peptide C Vitamin C nguyên chất, Live Active Specialist Peptide C Anti-Age, có tác dụng làm da căng mịn, săn chắc và giảm nếp nhăn. Thành phần có phức hợp biopeptide 12% vitamin C nguyên chất, acid hyaluronic và nước khoáng núi lửa. Theo như nhà sản xuất có giới thiệu thì sau khi mà sử dụng cái Live Active Specialist Peptide C Anti-Age này liên tục trong vòng 4 ngày thì các bạn đã có thể thấy được cái cải thiện ở trên làn da. Ngoài ra thì nó có thể săn chắc hơn, đàn hồi hơn, căng mịn hơn sau 28 ngày. Ở đây thì Ly có mua 10 tuýp. Mỗi một tuýp này thì sẽ có thể sử dụng được trong vòng 2 ngày. Cái thứ hai mà Ly đã mua đó là Mefubao. Mefubao thì là một cái hãng của nội địa Trung. Đợt này Ly đang bị điên cuồng với lại mỹ phẩm nội địa Trung mọi người ạ. Cái Mefubao này là một bộ dưỡng da kiểu mini size, kiểu travel package ấy. Ở trong này thì có cleansing cream này, lotion này, toner, kem chống nắng, một chiếc mặt nạ trông nhìn rất là xinh xắn luôn. Và Ly đã phải lựa chọn cái nhà cung cấp cho mình phải cực kỳ cẩn thận, tại vì là Ly thấy hàng nội địa Trung bây giờ có rất là nhiều hàng nhái, vì da của Ly thì cũng khá là nhạy cảm. Và một phần nữa là Ly cũng bị bệnh ấy, nên là Ly đặc biệt quan tâm đến cái việc là mình muốn sử dụng thì mình sẽ phải lựa chọn một cái nhà cung cấp phải cực kỳ uy tín thì mình mới dám sử dụng. Và cái túi này rất là xinh, nó là travel set, là nhìn rất là đáng yêu luôn. Tiếp theo đấy là Deprogram. Ly thực sự bị kiểu như là quyến rũ ấy, kiểu bị say đắm với lại những cái hãng sản phẩm mà có những cái packaging như thế này, rất là đơn giản nhưng mà trông nhìn rất là sang trọng. Đây là tẩy trang dạng nước và hơi đặc đặc chứ không phải là loại dạng dầu. Đây cũng là lần đầu tiên mà Ly sử dụng cái tẩy trang kiểu này luôn ấy mọi người. Tiếp theo đó là kem chống nắng. Ly dùng khá là nhiều Anessa và đến bây giờ thì Ly cũng chết mệt về cái Deprogram này, tại vì là Deprogram này á, khi mà sử dụng ở trên làn da thì rất là thích, không hề gây vết dính và thấm vào da rất là nhanh, mà nó còn tạo một cái finish của mình rất là mềm mịn. Cái này đó là sữa rửa mặt tạo bọt, rất là đẹp luôn ha mọi người. Ly sẽ sử dụng dần dần và sau đó thì
Ly sẽ review cho mọi người ha. Đợt này thì Ly có mua thêm cả Cicafate, có tác dụng là làm mờ vết thâm rồi tái tạo làn da. Đây cũng là cái Aven đầu tiên mà Ly sử dụng luôn. Trước nay thì Ly sử dụng khá là nhiều những cái sản phẩm của Hàn Quốc, và Ly thấy là cái sản phẩm Hàn Quốc đấy thì nó phù hợp với làn da của Ly. Tháng này thì Ly mua thêm cả cái Paula Choi 2% BHA Liquid Exfoliant Salicylic Acid. Cái này thì là cái bản to 118ml. Ly thì Ly khá là thích cái Paula Choi. Tuy nhiên là Paula Choi thì hơi bị cao ấy, cái giá thành nó hơi bị cao so với lại những cái sản phẩm mà Ly vẫn đang sử dụng. Cái chả hiểu sao đợt vừa rồi Ly thấy là Ly lên rất là nhiều những cái mụn ẩn, thế nên là Ly đã quyết định là mua luôn Paula Choi. Và chỉ sau tầm khoảng độ 2 đến 3 tuần sử dụng Paula Choi thôi thì làn da của Ly bây giờ rất là thích. Ly rất là ưng ý với làn da của mình hiện tại. Đó là tất cả những cái mụn đầu đen rồi những cái mụn ẩn ý, nó đã phải nói là phải đến 90-95% là đã không còn nữa rồi. Ngày xưa ấy, trời ơi, mặt Ly nhiều cái bánh đa cháy, và Ly cũng đã sử dụng Paula Choi trong cái khoảng thời gian mà Ly trị mụn của mình. Tuy nhiên là đến bây giờ thì thứ nhất là vì Paula Choi cái giá thành nó cũng khá là đắt. Cái thứ hai nữa là mình cũng không còn quá nhiều mụn nữa, nên là Ly đã dừng cái sử dụng Paula Choi một thời gian. Đến bây giờ thì Paula Choi vẫn đứng trong lòng Ly về cái khoản trị mụn. Rất là recommend mọi người, nếu mà bạn nào mà bị mụn ấy thì nên sử dụng Paula Choi ha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái túi này của Ly nhá. Trời ơi, vẫn là một con nghiện mặt nạ, thế nên là ở trong cái túi này của Ly thì cũng toàn là mặt nạ thôi. Trời ơi, lúc mà Ly nhận được cái hộp mặt nạ này, Ly thích vô cùng luôn á. Và cái mặt nạ này siêu thơm luôn ý. Ly chưa nhận được cái mặt nạ, hộp mặt nạ nào mà kiểu mùi thơm như này. Mùi thơm mà kiểu thơm nhẹ nhẹ rất là quyến rũ luôn. Và cái hộp mặt nạ thì siêu đáng yêu. Đây cũng là mặt nạ nội địa chung, và Ly có nhờ cô bạn của mình mua về cho. Cái hãng mặt nạ này là Mermaid Magic, cũng là một trong những cái dòng sản phẩm của hãng Westcott. Và Westcott thì đang là một cái hãng mặt nạ mà được giới trẻ ở Trung Quốc khá là thích. Đây là hãng Roya. Đáng yêu không mọi người? Trời ơi, sao lại có thể có những cái mặt nạ nó đáng yêu như thế này. Cái tháng này á, Ly mua hoàn toàn đều là mặt nạ từ nội địa Trung, vì Ly kiếm được nhà cung cấp quá là xịn sò, và Ly rất là yên tâm về cái chất lượng, nên là Ly đã nhờ bạn ý là lựa chọn tất cả những cái dòng sản phẩm nó đang hot hit ở bên Trung Quốc này, nội địa Trung, và nhất là hot hit ở Bắc Kinh và Thượng Hải, là những cái thành phố loại 1 của Trung Quốc ấy. Như Ly chia sẻ ở cái video clip mà Ly làm review cho các bạn cái mặt nạ Franic nội địa Trung Quốc ấy, thì Ly được biết là tất cả những cái sản phẩm ở bên Trung Quốc ấy thì đều sẽ được chia thành những cái sản phẩm mà sản xuất cho những cái thành phố loại 1, ví dụ như là Thượng Hải, Bắc Kinh, và những cái thành phố loại 2 thì nó sẽ cung cấp những cái dòng sản phẩm nó không tốt bằng những cái thành phố loại 1. Đây là một cái hộp mặt nạ nữa. Trông nhìn xịn sò như thế này thì không ai nghĩ là mặt nạ đúng không? Và đây chính xác là hộp mặt nạ mọi người ạ. Ở trong này thì có tất cả là 28 miếng, 21 miếng, và có 3 loại ở trong này. Đẹp ha mọi người, trông nhìn rất là xịn sò. Cái này mà mình đi tặng ai á thì đúng chuẩn xịn luôn ấy, cao cấp luôn ấy mọi người. Lại là một cái hộp mặt nạ khác. Đây là hộp mặt nạ Mefu Bao. Mefu Bao thì được ra đời vào năm 1999, thế là cũng khá là lâu đời rồi, cũng được 22 năm rồi đó mọi người. Và Ly thấy là cái hãng Mefu Bao này thì có rất là nhiều những sao hạng A của Trung Quốc ấy làm đại sứ.
thì là hãng dược mỹ phẩm được nghiên cứu và sáng chế bởi trường Đại học Trung y Thượng Hải. Đây là mặt nạ Mêu Phu Bao hoa mẫu đơn tươi ướp mật ong, mặt nạ hoa ủ rượu, nghe lạ nhưng mà Ly có nghe nói thì cái việc hoa mà ủ rượu ấy thì là cái công thức khá là lâu đời của các vương phi và công chúa thời xưa ở Trung Quốc, người ta sử dụng để người ta dưỡng da. Hoa đào ủ rượu tác dụng là làm trắng và cấp ẩm, thành phần bao gồm là rượu gạo này, hoa đào, ngân nhĩ, cam thảo và quy linh. Ngoài ra thì còn một số những cái thành phần khác nữa. Còn đây là hoa cúc, có tác dụng làm sáng và đều màu. Thành phần chính có rượu gạo này, hoa cúc này, kỳ tử và táo đỏ. Đây là toàn bộ số mỹ phẩm mà Ly mua trong tháng 12 với tổng giá trị lên đến 5 triệu. Vậy là trong 2 tháng thôi mọi người ạ. Trong 2 tháng, tháng 11 và tháng 12, Ly đã mua tổng cái số mặt nạ của mình lên đến gần 200 cái. Vậy là Ly đã quản lý được chi tiêu của mình ở trong tháng 12 này và chỉ dùng 5 triệu để mua toàn bộ đống mỹ phẩm mặt nạ này thôi. Mọi người hãy cho Ly một tràng vỗ tay nào. Nếu mà mọi người thích cái video clip như thế này thì mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Ly nhé. Mọi người hãy bấm luôn nút chuông bên cạnh nút subscribe để luôn nhận được thông báo khi Ly ra những cái video clip mới nhất. Còn bây giờ thì bye bye.